Ta sẽ tiếp tục với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Chào cô. Dạ, chào cô. Chào, chào chị. Ngồi. Dạ, xin mời chị ngồi. Cô có thể giới thiệu về mình. Xin chào hai MC, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Đinh Thị Cảnh, 54 tuổi. Tôi đến từ Thái Bình. Tôi chỉ là nội trợ trong gia đình. Dạ, đây là con dâu tôi ạ. Dạ, em xin chào hai MC, em xin chào khán giả đang có mặt tại trường quay. Xin chào khán giả đang xem truyền hình. Em là Nguyễn Thị Thùy, năm nay em 27 tuổi. Em cũng cùng Thái Bình bên mẹ chồng em luôn. Dạ, em có một bé, năm nay 13 tháng. Và em đang làm kế toán ngân hàng. Chị làm dâu được bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu được 2 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô biết đây là con dâu tương lai của mình đó, thì cô có ấn tượng điều gì hay không? Ra mắt thì nhìn cháu thì cũng dễ thương lắm, vui vẻ mà niềm nở mà dễ thương lắm, mà có cái điều là cũng hơi gầy hơi ốm. Về tối hai ông bà của bà gầy thế này, nó ốm thế này, không biết là gì, sau này sinh đẻ thế nào. Lo vụ sinh đẻ thôi ha. Thế là giờ là 2 năm chăm sóc mới được thế này đấy, chứ trước là nó ốm lắm. Đến bữa ăn cơm rồi còn thịt này còn không ăn, thịt gà thì là thế là mẹ gắp, bữa ăn mẹ gắp cho cái đùi còn không ăn đâu, còn gắp nén nén cho chồng, chỉ đi gắp cánh gắp cổ ăn. Con thích ngồi với mấy người ăn, thích ăn đầu ăn cánh ăn chân hả cô? Sao vậy? Để chú ăn mình chứ ăn đùi. Chị có ấn tượng gì đối với mẹ chồng của chị không? Về cảm thấy ba mẹ chồng coi mình như kiểu là gặp lâu rồi vậy đó, chứ không có cảm giác giống như xa lạ, cũng gọi con xưng bố mẹ như là nói chuyện trong điện thoại vậy đó. Xong mừng lắm, cho nên là cảm thấy là rất là may mắn khi mà được làm dâu trong nhà. Mẹ chồng em thì làm cho em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước khi về ra mắt mẹ chồng em á, thì em cũng có gọi điện nói chuyện với mẹ nhiều lần. Tại vì thấy mẹ có ba anh con trai cho nên chắc là mẹ cũng thương con gái lắm, cho nên là mình nói chuyện trước đi, lỡ về mẹ còn quý, mẹ không có ghét. Nói chuyện trước vài tháng cho nên là em thấy mẹ cũng dễ gần, cho nên em quyết định là đêm giao thừa em gọi luôn mẹ chồng. Chưa về ra mắt nhưng mà em gọi luôn. Thì đến lúc mà gọi mẹ chồng rồi thì mẹ mới chắc thấy gần gũi hơn, cho nên là mẹ cứ hay dặn dò là nói chồng nhậu ít thôi, uống ít thôi. Xong cái mình mới trột dạ, tại vì mình rất thích uống bia, mà bây giờ mẹ dặn chồng như vậy thì tức là mai mốt về chắc là chết khan bia đây. Chị thích uống bia luôn hả? Em rất là thích uống bia, thế là em lo, cũng lo lắm. Trước khi về ra mắt nhà chồng thì hôm trước em đi uống thì nhiều bia để về cho đỡ bị thèm bia. Thế xong rồi về ra mắt thì thấy anh hai lại đi mua bia về uống. Xong rồi mình nghĩ trời ơi, đã thèm bia lại còn để uống bia trước mặt mình này, giống như treo cá trước mặt mèo vậy. Xong đến lúc mà ngồi uống thì anh hai rót tất cả mọi người đều có ly hết, lại còn rót cả ly cho mẹ chồng nữa. Cái xong đầu bắt đầu tưởng tượng có khi nào mẹ chồng lại giống ở trong miền Nam này, uống xong rồi mua túi tuyết quyền không. Tưởng tượng trong đầu nhiều lắm. Xong ấy, mẹ chồng cầm ly lên kêu là uống với con dâu. Lúc đấy mừng quá, ôi may quá gặp phải nhà chồng không cấm uống bia này, mình lại không lo chết khác rồi. Bây giờ ra mắt mẹ chồng cứ nói vụ lo vụ bia không à, nhưng mà mẹ uống bia nhiều hơn. Mẹ chồng có biết chị là khoái uống bia không? Không chưa dám nói. Lúc đó còn đôi khi ước ao ước gì mẹ chồng đừng uống, đưa ly đó cho mình luôn. Giữa chị và mẹ còn cái kỷ niệm nào vui vui nữa không? Em nhớ nhất là cái lần mà hai vợ chồng em cưới ở trong này á, thì bố mẹ chồng em vào đây, nhưng mà lúc đó hai vợ chồng chưa có nhà, thì ở nhà trọ thì tất cả ngủ chung một giường hết. À vậy nhà hả? Xong cái bình thường em ngủ thì em phải ôm một con cá heo ở bên cạnh. Em gác con cá heo bên cạnh, xong rồi tự nhiên hôm đó bây giờ mà nếu như gác con cá heo thì không có ai nằm được ở đó nữa, thì giường rất là chật. Đành phải để con cá heo ra ngoài và em nằm bên cạnh mẹ. Khó ngủ quá, nằm đến nửa đêm vẫn không thể ngủ nổi, tại vì không dám gác mẹ, không dám ôm mẹ. Mà đến nửa đêm thấy mẹ ngủ khá say rồi thì nghĩ là chắc mẹ không biết gì nữa đâu, thôi mình đánh quả liều mình ôm mẹ luôn. Rồi em quay ra em ôm mẹ, xong em gác lên mẹ luôn thì mới ngủ được. Cái bất ngờ lắm,
tự nhiên thấy vậy, thấy mẹ tưởng mẹ ngủ rồi, ai dè mẹ còn đưa cánh tay ra cho mình gối đầu tay nữa. Trời ơi, mừng lắm. Từ hôm đó cái cưng ngủ là thích ngủ với mẹ lắm, tại vì mẹ cho gối đầu tay này, cho gác, cho ôm, mẹ ôm chặt lắm, cho nên là cảm thấy sướng lắm. Cái lần đó là lần nhớ nhớ mãi luôn ạ. Được một lần đó chị? Dạ không, từ lần sau là kể cả coi tivi, em coi tivi mà em ngồi ghế là mẹ cũng đưa đùi ra cho em gối đầu và đùi để em sao coi dễ luôn. Dễ thương quá nhỉ. Dạ. Coi như cá heo đó dục đi rồi đó. Từ khi có mẹ là em chỉ biết đến mẹ thôi. Cô với lại con dâu của cô á là hợp tính nhau như thế nào? Hợp khẩu vị cùng nhau. Mẹ ăn thế nào thì con dâu ăn thế. Quê mà. Dạ. Mẹ nhà chỉ có nội trợ, chỉ có nấu ăn với trông con với lại dọn nhà cửa thì là hắn đi làm về là hắn chỉ việc ăn thôi. Mẹ em chiều lắm, chiều con dâu lắm. Em cũng không nghĩ là khi mà lấy chồng em có thể sung sướng được như vậy. Từ khi bầu cái là mẹ em vô là mẹ không cho làm gì hết á. Mẹ nấu ăn, mẹ dọn dẹp, mẹ làm tất cả. Mẹ kêu là con chỉ việc đi làm rồi về con dưỡng sức, con ăn uống, con nghỉ ngơi để còn chăm cháu cho khỏe. Chị có nấu ăn được không? Dạ, mỗi lần em nấu em phải lên Google tìm hiểu món ăn ạ. Tại vì em không biết nấu ăn. Trời ơi, vậy hả? Ngoài cái điểm hợp nhau đó thì chị với mẹ còn hợp nhau điểm gì nữa không? Cái nói nhiều nữa chị. Mẹ con cùng nói nhiều. Lần đầu tiên em gọi điện về cho mẹ thì trước khi gọi thì em phải chuẩn bị sẵn một danh sách là sẽ hỏi những cái gì để cho câu chuyện không bị trống. Tại vì sợ là mẹ chồng khó tính thì mẹ chồng không nói gì thì mà mình cũng im re thì không biết là câu chuyện sẽ ra sao. Cho nên em chuẩn bị sẵn những câu hỏi là em sẽ hỏi. Ai dè vừa gọi điện cho mẹ giới thiệu là bác ơi con là người yêu anh Văn, thì mẹ bắt đầu hỏi thăm một trang luôn. Và mình cũng không có thời gian để nói luôn. Mỗi lần mà hai mẹ con nói chuyện thì khoảng nửa tiếng là chuyện bình thường. Hai tuần nói một lần nữa. Còn cái hợp nữa là thích xem phim Ấn Độ ấy chị. Trước khi mà gặp mẹ chồng em thì em chưa khám phá ra được cái sở thích đó của em. Thì mẹ chồng vào đây đám cưới hai vợ chồng xong rồi mẹ mới mở phim Cô Dâu 8 tuổi ra xem. Lúc đó là em cũng ngồi em xem với mẹ cho vui thôi, nhưng mà sau đó thì mẹ đầu độc em luôn. Hai mẹ con giờ suốt ngày chỉ xem phim Ấn Độ thôi. Vậy thì hai mẹ con có những điểm nào không hợp nhau không chị? Hai mẹ con em thì có cái không hợp là em thì thích nhậu nhạt còn mẹ thì không thích. Cho nên là mỗi lần mà hai vợ chồng mà đi nhậu, đi uống bia với bạn bè là mẹ không vui à. Từ lúc chiều mà hai vợ chồng nói trước mẹ là mẹ ơi tối nay hai vợ chồng con đi uống bia với bạn một lát, là bắt đầu từ lúc đó là thấy mặt mẹ không vui hẳn luôn. Bình thường đi làm về em chào mẹ thì mẹ ừ to lắm. Nhưng mà cái lúc mà đi nhậu về con chào mẹ cái là mẹ im re, xong xíu nó nghe thấy tiếng mẹ thở dài luôn. Thôi lúc đó là 36 kế trường là thượng sách, không mình vào trong nhà ngủ luôn. Cái này giờ là đúng mà, bởi vì uống bia nhiều cũng đâu có tốt đâu em, hại sức khỏe chứ. Dạ đúng rồi, nhưng mà từ khi mà có mẹ chồng khuyên nhiều thì em cũng uống ít lắm, uống chỉ giao tiếp thôi ạ. Uống chắc cũng có chục chai thôi đó. Thế như cô thì cô nghĩ là còn cái điểm nào không hợp nhau giữa cô với chị nữa cô? Có một lần con dâu mua cho mẹ chồng cái điện thoại. Về thì nó bảo là mẹ ơi con mua cho mẹ cái điện thoại để mẹ xem báo chí rồi thì là thỉnh thoảng điện về cho ông nội với lại cho các cháu ở nhà. Như là tôi bảo này, mình mua cho tớ đây lại xem đi làm nhớ con thì là gọi cho mẹ để mẹ mở cho xem con thôi. Tôi cũng lại đùa lại thôi, không có ý gì, nhưng mà con hiểu nhầm mẹ là chắc mẹ có ý đồ gì là sợ theo dõi con hay là thế nào. Thế là đâm ra mẹ con xích mích nhau chút ít. Thế là chỉ có thế là hiểu nhầm. Ủa, mẹ nói vậy đâu có gì đâu em. Thực ra lúc đó là mẹ mới vô thì em cũng chưa hiểu được nhiều về mẹ, cho nên là mẹ nói đùa mà em cứ tưởng thiệt. Mà lúc đó thực ra là em thấy mẹ ít lên mạng lắm, tại vì mẹ không xài điện thoại kia, mà lúc đặt lên TV thì cũng không có được nhiều tin tức. Thì cho nên là em cũng nói với chồng em là thôi mua cho mẹ cái điện thoại, rồi chỉ cho mẹ lên Facebook, rồi lên đọc báo này kia để cho mẹ đỡ buồn. Tại vì ở trong này thì không như ngoài quê. Ngoài quê thì bế con đi, bế cháu đi hàng xóm thì rất là vui. Nhưng mà ở trong này thì chỉ xuống công viên rồi lại lên à, sợ mẹ buồn, mẹ lại đòi về mất thì mình không có ai coi cháu, rồi lại mình cũng không có ai nấu ăn cho nữa. Thực ra nếu như mẹ buồn thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên nếu mẹ đỡ buồn thì mẹ sẽ trẻ đẹp hơn, rồi sống vui vẻ hơn thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Mẹ tốt cho rồi. Cho nên là mua cái điện thoại này. Quá yêu mẹ rồi. Nhưng mà mẹ chọc thôi mà em lại hiểu là mẹ, cho nên là mà may chương trình này mẹ nói ra như vậy thì em mới biết là thực ra lúc đó mẹ cũng buồn. Thì buồn. Ra là vậy. Giữ tới ngày nay là cũng buồn lắm đó.
Giờ nói ra là cũng còn buồn chút á. Lâu chưa cô? Mày lâu chưa cô? Lâu rồi mày. Lâu rồi. Lâu rồi. Hơn năm rồi. Nhưng mà nhờ nói ra nó thoải mái cô ha. Dạ. Đó, có những gia đình mà không bao giờ họ nói với nhau những điều đó, nhưng lên đây họ nói ra để giải tỏa thôi. Đừng có giữ trong lòng lâu quá nó ấm ức á. Bây giờ thì để xem người thứ ba họ sẽ chia sẻ như thế nào. Có một cái điều mà con mong mỏi từ trước đến nay mà hôm nay mới được thổ lộ ra. Hai vợ chồng tính thì sống rất là cái lớp sống nó rất là mới. Giữa hai thế hệ ấy, giữa hai cái luồng tư tưởng nó khác nhau. Hai cái suy nghĩ, hai cái nó khác nhau nên là sống có nhiều cái, có những cái mâu thuẫn nó không đáng có. Thế chính vì vậy mà bà nữa, bà ông bà nữa thì ngoài Bắc mà sống thì có một góc độ nào đó thì tức là bà có những cái bà chỉ muốn theo bà thôi. Đó, tức là ngày xưa bà nói là thế này này. Tao dạy chúng mày đẻ ra ba đứa thì tao dạy. Cho ăn cho uống. Thì nói chung là ý của bà là gì? Tao đủ khả năng để tao nuôi cháu tao thì ngày xưa tao nuôi được chúng mày thì đương nhiên nội tạng bây giờ tao cũng nuôi được Shizu thôi. Vợ chồng Văn thì nó có cái suy nghĩ nó khác lắm, nó sống nếp sống mới nên là thành thử ra dạy con nó cũng khác. Các cụ nó ngã hay gì thì các cụ thương, bế nên bà dỗ dành ngày kia thì vợ nó vài lần như vậy thì vợ nó cũng khó chịu. Tại vì Văn với Thùy là muốn dạy con làm sao để cho con nó bản lĩnh, cho con nó cứng rắn. Thế chứ không muốn cho con nó mỉ nheo như vậy. Rồi cái chuyện mà Thùy thì muốn, ngay cả cái việc mà Thùy ví dụ như là Thùy muốn mua đồ về cho Shizu mà muốn mặc lúc nào cũng cho nó đẹp á, tức là muốn cho nó đồng bộ. Tức là khi mà cháu nó ở mà nó có dơ hay gì thì Thùy là muốn thay là thay cả bộ lên cho nó đẹp trai. Đấy, Thùy tính, Thùy thương con lắm. Thế nhưng mà nhiều khi bà thì chắc là bà không thích thì bà lại bảo này thì nó này nó cứ ở dơ suốt rồi nó đi vệ sinh này kia nó ra suốt thì làm sao mà thay cả bộ được. Áo thì vẫn còn mới, quần thì đương nhiên phải thay liên tục rồi. Thế là Văn thấy như vậy thì bà nói như vậy cũng hợp lý. Thế nhưng mà Văn sẽ không bao giờ Văn có ý thẳng với Thùy được. Vì mình thì chiều cháu nên là chúng hắn thì chúng giờ nó dạy theo cái phương pháp bây giờ Nhật Mỹ gì đấy cho nên là nó khác hoàn toàn ngày xưa mình nuôi lắm. Ngày xưa mình nuôi thì nó dễ dàng không ấy mà có cái gì đâu, nhưng bây giờ chúng hắn nuôi được đứa con nó vất vả lắm. Bày vẽ ra đúng không? Dạ, ăn nọ ăn kia rồi đi học rồi món nọ món kia về cho con cho cái ăn đâm ra khác lắm. Nhưng mà con thấy vậy tốt chứ cô dạ, hả? Đúng rồi. Tốt nhưng mà khó chịu đúng không? Vâng ạ. Không tốt khó chịu. Nhưng cháu thì thấy nó hơi té xíu nó khóc cái là bà thương bà chạy ra ôm cháu lên dỗ dành. Nhưng mà còn hai vợ chồng em thì thấy con té nhưng mà thực ra té không có đau mà nó nhõng nhẽo nó khóc thôi. Thì em kêu là đâu có gì đâu con ơi, con đứng lên đi chứ ngồi khóc kỳ quá à, mọi người cười cho. Thế là nó cũng đứng lên thôi. Thì bà thấy vậy bà thấy thương. Sao? Tại vì bà nghĩ là chắc té đau mà bà tức quá bà kêu là chúng mày không biết thương con gì cả. Con té như vậy mà chúng mày lại còn nói là không có gì. Lúc đầu thì em cũng không dám nói gì nhưng mà thấy bà chiều quá thì cũng con nói chuyện với bà kêu là mẹ ơi nếu như mà mẹ cứ chiều nó vậy thì sau này chỉ mẹ khổ chứ vợ chồng con đi làm suốt rồi vợ chồng con đâu có khổ đâu. Mà mẹ muốn sau này nó ra ngoài á nó có thể tự lập được á thì mẹ đừng có chiều nó, tại vì con nít nó khôn lắm, nó biết ai chiều thì nó sẽ theo người đó rồi. Mai mốt nó không có theo được ba mẹ nó nữa thì tụi con khỏi dạy nó được luôn. Thì lúc đầu chắc mẹ cũng khó tính, mẹ cũng khó chịu lắm. Nhưng mà sau đó thì hình như mẹ cũng hiểu ra tại vì mẹ thấy cực thiệt. Mỗi lần mà nó nhõng nhẽo thì mẹ cũng mệt lắm. Cho nên là sau đó thì thấy mẹ cũng đỡ chiều rồi, giờ này mẹ đỡ chiều nhiều rồi. À, để xem cái con trai có mong muốn thay đổi gì giữa hai người không nhá. Mẹ nói thật với mẹ là sống với bọn con là nhiều khi mẹ phải theo đấy. Tại vì nó bây giờ cuộc sống hiện đại rồi, cái tư duy bọn con nó khác rồi. Nhiều khi mẹ không thể nào mẹ áp cái lối suy nghĩ của nó vào chúng con được. Tại bọn con sống nó mới lắm. Thì mong mỏi rằng là trong cái tương lai thì mẹ suy nghĩ nó thay đổi một chút, sống nó hào. Sự tức là mình sống nó thoải mái một chút chứ đừng có gò vào bất cứ một cái gì cả. Có tiết kiệm, thế nhưng mà ở góc độ nào đó thôi. Còn lại mình phải gì, mình phải tiêu xài đó, mình làm sao cho nó hợp lý để sống mình hưởng thụ một chút đó. Thùy là con dâu mẹ nhưng mà lúc nào Thùy cũng tự hào, Thùy cũng nói là coi mẹ chồng như là mẹ ruột mình vậy. Thì Thùy cũng như thế thôi, Thùy hiểu rằng là mẹ là cực kỳ thương vợ. Mong mỏi một chút nữa là mình làm việc thế như thế nhưng mà mình thôi mình cố gắng là mình làm sao sắp xếp công việc mình sắp xếp một cách
tối đa nhất là làm sao mình về sớm hơn một chút nữa thôi, để cho bà nó đỡ mệt, tại vì thực tế là Shizu cũng rất là nghịch. Hắn đi làm hắn về muộn lắm ạ, cứ khoảng 8-9 giờ hắn mới về, nên là một mình bà ở nhà là vất vả lắm, chăm lo rồi cơm nước rồi công việc gia đình nên là nó mệt. Hàng cu thì nó lại quậy. Sao được làm về trễ vậy? Đó. Thì em làm ở kế toán quản trị cho nên là mùa lập kế hoạch trong năm thì rất là cực, hầu như ngày nào em cũng phải 7 giờ mấy em mới có thể về được. Em cũng cố gắng sắp xếp nhưng mà trong tuần thì rất là khó sắp xếp mà về sớm được. Cố gắng đi chứ mẹ, một mình mẹ làm như thế thì cũng mệt đó. Dạ, em sẽ cố gắng. Đó là mong muốn thay đổi của con trai mình. À, hôm nay cô có muốn nói gì với con gái không? Mẹ chỉ mong muốn con như thế là thu xếp công việc thì là về sớm một chút thì là để giữ gìn sức khỏe rồi để chăm sóc con cái cho được gia đình êm ấm hơn. Cho mẹ đỡ khỏe. Dạ, mẹ khỏe. Khỏe thôi ha. Dạ. Con hứa với mẹ. Rất là dễ thương. Có mong muốn điều gì ở mẹ mình không? Dạ, em mong muốn là mẹ bớt chiều con cháu hơn, tư tưởng mẹ thoải mái hơn, mẹ đỡ cực hơn và mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe hơn, thì lúc đó mẹ cho mẹ trẻ đẹp hơn nữa. Rồi, như vậy là tốt lắm rồi. Hôm nay rất cảm ơn cô với lại em đến đây để chia sẻ những điều đó. Hy vọng rằng sau những cái chia sẻ đó, chúng ta sẽ kết chặt tình yêu thương hơn nữa và là hiểu nhau nhiều hơn nữa. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Dạ, đây cũng có phần quà dành cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, đây phần quà dành cho chị là Natto Gen, giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Qua hai cặp mẹ chồng nàng dâu, chúng ta đã tạm thời khép lại chương trình trong tuần này. Hy vọng rằng với những chia sẻ đó, chúng ta sẽ thấy mình ở trong đó và hoàn thiện hơn về bản thân cuộc sống trong mỗi gia đình giữa mẹ chồng nàng dâu quý vị nha.